Xin chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang ngồi với bất động sản Phước Phạm, Phước Phạm Land. Thì hôm nay là một ngày trời mưa gió, nên là nói chung dẫn khách thì mắc mưa, cái anh em xuống đây thì vô tình là gặp Phước Phạm luôn. Thì anh em cũng ngồi nói chuyện trao đổi một xíu về tình hình bất động sản. Thì bên kia thì có anh Mr. Sáng. Mày bên kia. Một gương mặt mà hầu như là chỉ nghe tiếng thôi chứ không thấy mặt. Thì hôm nay là cho cả nhà mình thấy mặt luôn nha. Thì thật sự là bây giờ cái anh Phước có gì đó chia sẻ về tình hình bất động sản không, ngày buôn bán này sao? Ra đời sẽ bằng kinh nghiệm nghe, rồi anh em cứ nói đi chứ mình ra đời sau mà sao có thể nói được. Nói chung là hôm nay thì cái mình nói về cái sự giao dịch bất động sản ở thị trường của huyện Đức Hòa đó. Thì khi mà đi lại những cái phòng công chứng thì thấy cái sự giao dịch hầu như là nó không còn như trước nữa. Nói chung rất là quấn vậy cả nhà. Chỉ có bên Phú Sinh, bên Phú Sinh mình thì có cái sự giao dịch thì nó cũng hơi điều một xíu. Tức là mỗi một tầng á, tại vì ở đây là mình có một cái trường hợp là mình chỉ giao dịch ở ngày thứ sáu thôi, nên là cái ngày đó thì trong trụ sở các tường thì nó hơi đông một xíu. Rồi cái tình hình bất động sản hiện tại bây giờ thì nói chung là cái giá cả của những cái khu vực xung quanh á thì cái giá nó cũng nói chung cũng hơi cứng hết. Và chị có liên nói về những cái khu mà để mà giao dịch nhiều nhất thì có bên mình là có Phú Sinh, hoặc là dự án Bella Vista với lại Mỹ Hạnh Hoàng Gia, mà cái chỗ mà trụ sở của công ty Trần Anh đó, là nó là còn sự giao dịch thôi. Thì còn hầu như là ở ngoài thì thấy nó rất là ít. Ví dụ như Phước là chuyên về ở đây là có thể nói là bạn Phước ở đây luôn, đó là cái tình hình bất động sản về cái các tụ sinh này Phước rất là rõ. Phước chia sẻ với tất cả quý khách hàng xíu. Cũng thật là khó nói không mọi người. Chung anh em lâu ngày vô tình gặp rồi cũng làm xúc lại nhau, cũng thảo luận và trao đổi với nhau. Thì như Trung Nhân có nói thì nếu mà tất cả quý khách mà coi clip này thì hiện tại giờ khu vực Tây Bắc này thì chúng ta giá dao động 10 triệu mét vuông, chúng ta chỉ có thể mua như Mỹ Hạnh Hoàng Gia của bên Trần Anh Group, Cát Tường Phú Sinh của bên Cát Tường Group, hoặc là Bella Vista của Trần Anh Group, thì với cái giá tầm khoảng 10 triệu một mét vuông thì chúng ta sẽ có sự giao dịch. Thì cái thời điểm gần đây mà cái thị trường bất động sản nó đang xuống á, để tìm những vị trí giá vừa phải chúng ta mua thì chỉ có những dự án này. Còn ngoài những dự án giá cao hơn thì cái lượng giao dịch nó ít hẳn. Tức là ở đây một cái lý do là khi mà mình mua bất động sản cái thời điểm hiện tại bây giờ á, thì mình chỉ mua lại của những cái dự án mà lúc trước là bên chủ đầu tư đã bán rồi, và những cái khách hàng mua từ lâu rồi á thì họ bán lại với cái giá nó vừa phải, nó ok. Còn cái thời điểm bây giờ là do là những cái dự án mới của những chủ đầu tư khác á, thì họ bung ra họ bán lúc nào cái giá nó cũng sẽ cao hoặc là cứng hơn thị trường chút xíu. Tại vì lý do là cái thời điểm hiện tại bây giờ thì họ mới bung ra bán, thì cái giá đất bây giờ hiện tại là nó đã tăng rồi, cho nên là bắt buộc họ phải bán cái giá cao thôi. Còn cái thời điểm hồi trước là do những cái khách hàng mua cái giá rẻ thì họ sẽ bán lại với cái giá thì nó nói chung nó cũng vừa phải, chứ không có nó nổi mà rẻ quá, nói chung là vừa phải thôi. Thì khi mà mình tìm hiểu hết những cái dự án ở thị trấn Đức Hòa đi, hoặc là những cái vùng mà lân cận luôn, Cần Giuộc hoặc là Cần Đước, thì có những cái dự án là nói chung bây giờ là cái giá nó không dưới 10 triệu, nó tầm 12, 14, có những dự án lên 15, 16 triệu. Nhưng mà chỉ riêng duy nhất là ví dụ như mình mua mà để dành đó, thì bây giờ chỉ có thằng Cát Tường Phú Sinh với lại Mỹ Hạnh Hoàng Gia và Bella Vista, thì những cái dự án đó nó cái giá nó còn khá là mềm, khá là ok và đầu tư cũng rất là tốt. Tại vì một cái lý do ở đây là khi mà khách hàng người ta mua đó thì người ta rất là e ngại, mà cái kiểu là mua lại của người khác đó, thì khách hàng nó hơi e ngại xíu. Còn một cái lý do là người ta vẫn chấp nhận, người ta mua của công ty đó, là được một cái là được trả góp. Được trả góp tức là cái tiến độ thanh toán nó rất là thoải mái, rất là ok, cho nên người ta vẫn chấp nhận, người ta mua cái giá nó sẽ cứng hơn thị trường chút xíu. Ví dụ hôm nay là thường thứ sáu là em xuống dưới làm thấy đồng. Hiện tại bây giờ cái Cát Tường Phú Sinh thì mọi người cũng biết có xưa đến giờ, nên là bây giờ hiện tại cứ thứ sáu xuống là đều có phát sinh giao dịch.
qua nhiều cái dự án mà hiện tại như bên bất động sản Phước Hợp Mê là mà đang hoạt động và giới thiệu cho tất cả quý khách hàng thì thấy bên cái dự án Cát Tường Phúc Sinh là cái giao dịch mua bán nó diễn ra đều hẳn hơn các dự án. Ví dụ mấy anh chị của Phước mà làm ở bên nhà đất mà làm ngoài á, thì ví dụ bây giờ cái giá vòng vòng ở chợ Mỹ Hành Nam, xã Mỹ Hành Nam giờ cái giá nó khoảng nhiêu đất ngoài? Nó đất ở ngoài không mà vị trí mình nhìn đẹp nghe chợ luôn, tính ra bây giờ có một số miếng đất đá 12 đến 15 triệu mấy. 12 15. Đó một sẹt á. Là cái đường Gò Hu á, đường mà vô trong bệnh viện một nó có hai đường phải không? Tới chợ Mỹ Hành Nam á thì mình có hai đường, một là quẹo vào bệnh viện Hàn Quốc, hai là quẹo vào cái khu Trần Anh Mỹ Hành Hoàng Gia đó. Thì cái giá đó mặt tiền đường đó. Mà với mặt tiền đường đó là mình không thể là mình mua với giá mười mấy triệu mét vuông cao hơn. Tổng khoảng bao nhiêu? Bây giờ phải giao động từ 15 triệu mét vuông. 15. Mà không ai bán thì giữ lại hết. Bán. Chứ là không có người bán đúng không? Ta giữ lại. Là... Thì bởi vì theo anh thấy là cái vòng vòng ở khu đó bây giờ là nếu mà cái giá mà thấp nhất là cũng rơi khoảng 90 triệu mét thôi. Đại khái bây giờ hướng nguyên cái khu vực mình. Thì là từ xưa thì mình cũng hiểu ngay cuối tháng đầu tháng ba mà di chuyển ở gần. Sau thời gian đất cũng lên thôi. Như bây giờ chúng ta mà tìm được những vị trí nào giá 8 triệu thì cũng mua khá là ngon. 8 triệu là ngon rồi đó. Bởi vì thật sự là nhân không có rành lắm về cái đất ngoài á. Nhưng mà bên gia đình của bạn Phước á, thì mấy chị em của Phước là có làm ở đất ngoài, thì cũng nói chung là rành về cái thị trường, cái giá cả. Mà bây giờ là em thấy cái du dịch như thế nào? Có nói chung là theo kinh nghiệm làm từ cái lúc mà đất đầu năm á, đất sốt thì ở giữa đất dân và đất dự án thì cái thôi nhỉ, giao dịch phát sinh là ngang nhau. Nhưng mà bây giờ nếu mà so sánh giữa thị trường bất động sản nó đang bị đứng một chút rồi, so sánh ra thì giữa dự án và đất dân nó bị khập khiễng. Tại hiện tại vậy, đất dự án dính ra nhiều hơn, nó bình quân nó hay hơn, dính ra tần suất nhiều hơn. Thì khi mà ví dụ như khách hàng mình sẽ biết được, mình sẽ hiểu một cái vấn đề là do cái đất, ví dụ như cái đất dân ấy, thì với cái đất dự án thì bây giờ hầu như cái giá nó ngang ngửa với nhau rồi, phải nói là ngang ngửa. Thì đâm ra là ví dụ như cái người dân Sài Gòn mà nó xuống đây á, thì họ cũng phải xuống một cái nơi nào đó mà phải nói là cái đường xá hạ tầng nó đàng hoàng á, thì lúc đó thì họ mới dám mua, mới dám chấp nhận, mới ở. Chứ còn cái đất ngoài thì được một cái là nó gần Sài Gòn, mình đi làm này kia là nó thoải mái, nó ok. Nhưng mà cái hạ tầng nó không giờ nó bằng được. Ở ngoài đó thì mình sẽ chẳng hạn như những cái đường nó đường đường đá thôi, hoặc là dữ lắm thì nó đường bê tông chứ nó không được đường nhựa, nó không có vỉa hè, không có nước máy như những khu dân cư. Thì đâm ra là cái sự giao dịch phát sinh ở trong dự án thì người ta vẫn thích hơn. Cho nên là lúc nào có giao dịch nó cũng nhiều hơn đất ở ngoài. Đó là một cái lý do là như vậy, để cho cả nhà mình tìm hiểu. Thì thật sự là Nhân với Phước với lại anh Sáng á, là ba anh em mình xưa cũng làm một chung cái văn phòng thôi. Thì bây giờ mỗi một anh em là cũng đi một đường riêng hết rồi. Thì cũng lâu lâu là cũng gặp mặt với nhau rồi trao đổi về cái thị trường. Thì nói chung là biết gì nói đó thôi chứ không có rành lắm. Nhưng mà chắc chắn một điều, mình so với cái giá cả của thị trường á, thì Nhân đảm bảo là không có dự án nào mà, tức là Nhân nói để bán hàng, nhưng mà đây là Nhân phân tích cho mình. Và cái đó là mà cả nhà mình có thể là đi tìm hiểu để mình biết được cái thị trường, chứ không phải là Nhân ngồi Nhân nói để bán mà Nhân phát lát thì không phải. Bây giờ Nhân bảo đảm luôn, ví dụ như hàng mình kiếm những cái dự án ở những cái vùng ở thị trấn Đức Hòa hoặc là của huyện Đức Hòa, thì hầu như không có một cái dự án nào mà chủ đầu tư mà bán với cái giá mà dưới 10 triệu một mét. Cái đó là Nhân bảo đảm cho cả nhà mình luôn. Chỉ có riêng Hằng Phú Sinh, Mỹ Hạnh Hoàng Gia và Bella Vista thì ba dự án là Nhân nhắc đi nhắc lại. Tức là bởi vì nói chung mấy dự án là Nhân bán được, còn mấy dự án kia bán cũng được, nhưng mà lâu lâu thì nó có một vài sản phẩm là nó không có nhiều. Nó kinh nghiệm thị trường nào biết thì biết luôn, nào biết là có kinh nghiệm nhiều. Ví dụ như là bây giờ thường là anh thấy là cái phòng công chứng hồi xưa là Đức Hòa với lại Hồng Nghĩa thì em thấy nói về cái việc công chứng thì cái chỗ nào nó dễ dàng hơn nhỉ? Thấy Đức Hòa tại vì sao tay chân của mình nó cũng nhiều, mình làm nhanh hơn vậy, thấy cái thử trường của Đức Hòa sốt hơn bên công chứng. Thì bên kia là nó gần Sài Gòn cái nhỉ, bên kia nó gần Sài Gòn hơn, mình từ Bình Chánh mình xuống xíu tới rồi. Còn bên Hồng Nghĩa thì mình xuống hơi xa trước. Từ Phú Sinh này mình xuống dưới nó khoảng 5 cạnh. Ờ,
hơn chứ hơn năm hơn 60 cây. Nhưng mà nói chung thì ở đâu cũng vậy, ở đâu nó cũng có một cái lợi thế riêng của nó thôi. Còn ví dụ như là anh tiết lộ cả nhà luôn, hồi nãy hai anh em xuống dẫn một khách hàng xuống thì mới đi xem thôi, rồi xong rồi chạy về tới nhà rồi đồng ý cọc một lát, rồi hai anh em dẫn đi xuống dưới phòng công chứng Đức Hòa đó. Còn hầu như là mấy năm trời rồi hai anh em mới bán chung được một lô đất, dạ, cũng được 5 triệu một lát, hai thằng bán xong chắc đi nhậu luôn á. Không ngờ đâu mọi người, không ngờ. Anh nhờ đánh bận cái nhờ bên em dẫn khách đi. Mà chỉ qua của buổi sáng gặp cho tầm khoảng 10 phút, buổi chiều đi công chứng luôn. Chung là được cái là mình do cái mình cái sản phẩm cái giá nó rẻ thì trường khách người ta cũng tìm hiểu hết rồi, thì nói chung là những cái khách hàng mà xuống tìm hiểu tại Phú Sinh á thì bây giờ dưới đây căn phòng môi giới rất là nhiều, cho nên là ví dụ như là anh em nào nắm được cái hàng mà của những khách hàng mà kẹt tiền á, họ bán là cái giá mềm á thì bán rất là nhanh rất là dễ. Còn ví dụ như những khách hàng mà không kẹt tiền là gửi cái giá rất là cao, cho nên là bán cũng rất là khó. Thì nói chung là bán cũng được, nhưng mà thời gian nó sẽ lâu xíu, nó dài hơn xíu. Còn những cái nền mà người ta có cái giá vừa phải là rất là dễ dàng để mà buôn bán giao dịch ở đây. Thì ở đây bây giờ trong nếu mình mua trong Phú Sinh nó có hai trường hợp như thế này. Một phần bây giờ nó có 11 đợt bán thì mình có sổ tới đợt 5 rồi, và đợt 6 rồi cũng chuẩn bị có sổ, thì nó sẽ chia ra hai phần. Ví dụ một phần là khách hàng mình mua sẽ có sổ luôn, còn có một phần là khách hàng mình mua sẽ chưa có sổ, thì mình sẽ sang hợp đồng. Ví dụ như là cái hợp đồng mà của cái tên cái chủ đầu tiên, thì lúc đó mình mua mình sẽ giao dịch, mình quỷ cái sổ đó, mình lên chỗ công ty tổng Cát Tường á, mình quỷ sổ đó để đổi sổ mới cho khách hàng. Còn nếu như khách hàng nào mà có ra sổ rồi, có sổ hồng rồi luôn á, thì lúc đó là mình sẽ đi thẳng xuống phòng công chứng, chứ mình không có cần ghé qua bên cái công ty. Và cái thứ hai là như vậy nè, tức là có những khách hàng mình sẽ không hiểu lý do tại sao mà trong một khu mà có những cái khu nó có sổ rồi và có những khu nữa chưa có, thì nhân nói lý do là công ty nó bán từng đợt, mỗi một đợt bán là nó sẽ cách nhau khoảng tháng tới hai tháng, cho nên là bây giờ mình hiện tại mình có tới đợt 5 chuẩn bị đợt 6 rồi đó, tức là 50% đã có sổ rồi. Và cái giá cả thì nó sẽ nói chung là có sổ với không có sổ thì nó trên lệch không có nhiều, ví dụ như nó tầm khoảng chừng 500.000 tới 1 triệu mét vuông thôi, nhưng mà mình tùy vị trí thì cái giá nó khác nhau. Thì ví dụ như là khi mà mình xuống đây thì nói chung là mình cứ đi nhiều chỗ, mình cảm giác cái giá nào, cái lô nào mình thích rồi hoặc là cái vị trí nào mình thích thì thấy cho là cái giá nó ok hơn thì mình cứ mua. Đó là nhân chia sẻ cho khách hàng mình. Khá nhiều, hai anh em tâm huyết cũng khá là nhiều nha, chỉ cứ được khách hàng tâm huyết khá nhiều à. Ví dụ như là nói về bán hàng thì Nhân với lại Phước là Ánh Sáng thì Nhân là dở nhất. Nhân bán cũng tại vì không có trực tiếp ở đây, cho nên là bán hàng sẽ không bằng Ánh Sáng với lại Phước rồi. Nhưng mà lâu lâu cũng có, ví dụ như những cái lô thì anh em có cái giá nó ok thì anh em trao đổi với nhau. Ví dụ như em có, Phước có lần này rồi Nhân có cái lần này chẳng hạn, như vậy thì mình sẽ cùng nhau hợp tác trao đổi để bán cho khách hàng, và bán được với cái giá nó sẽ tốt hơn những người khác. Rồi vậy thôi. Biết nói gì hơn vậy? Lâu lâu thì anh em gặp nhau thôi, ôn lại kỷ niệm, trao đổi một tí thôi. Tức là khi mà mình khách hàng mình thấy là hai anh em ngồi kế bên nó rất là thân mật, rất là ok này kia đó, thì khi nhậu nhẹt chung cũng có nữa. Nhưng mà bước từ khỏi quán cà phê rồi là đâm chọc nhau chừng nữa nha. Rồi ok.
có nói gì không? Nói dạ, cơ hội thì xuống, mời mọi người xuống thôi, ai xuống cái này thì có thể. Ví dụ như là nói về về những cái thị trường khác thì có chỗ nhân biết, có chỗ không biết, nhưng nói về riêng về Phú Sinh hoặc là cái nhà đất ở huyện Đức Hòa, kể cả đất ở trong trong dự án hoặc ngoài dự án thì Nhân với Phước thì cũng nắm khá là gần hoặc là ánh sáng, thì ba anh em là khá là đặc biệt cuộc này. Ví dụ như cả nhà mình muốn mua nhà mua đất này kia đó thì cứ alo cho tụi em, ví dụ như mình mua cũng được, không mua thì mình sẽ trao đổi một cái số vài thông tin, một vài thông tin đó thì nó hay cho cả nhà mình. Thì khi mình nắm bắt được những cái thông tin đó thì mình có thể đầu tư để mình có được những cái gọi là cái thanh khoản nó cao đó. Thanh khoản này tức là mình mua bán nó nhanh và nó cái lời nó sinh lời nó cũng nhanh hơn bình thường. Rồi ví dụ như cả nhà mình nếu như ai xuống đây có đảnh này kia đó, cà phê cà pháo cứ alo cho tụi em. Cảm ơn các người Việt Nam ha, thì xuống đây mời cà phê cà pháo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.